Hello, chào các bạn một buổi sáng. Hôm nay đi làm ít mồi lên phần cho thợ các bạn. Hôm bữa đi sửa lại cái nhà dột lắm, giờ mình thay cái máy với mình sân sửa lại luôn. Giờ hôm nay anh em đang làm thịt heo các bạn. Heo chỉ 12 kg thôi, mình quay thôi các bạn. Tí mình quay cho các bạn xem nha. Đây là quay nha các bạn. Để làm sạch bụi lông này ra xong mình quay. Heo nhà nuôi á. Giống heo rừng các bạn. Giống heo rừng. Đây nè, chỗ đây một con nè các bạn. Đây nó thui. Hai con bằng nhau hết. Đây trái mít. Cái này nấu canh, nó với bột. Sẽ quay các bạn. À, đây, nhà mình nó làm lại đây. Làm chỗ đây, làm mấy tre luôn. Và mình lấy gạch, bê gạch để nấu canh. Thợ vừa làm xong hôm qua. Đây mình chưa dùng, mình vẫn để ngoài hết này. Mình thay cái máy luôn, làm máy hiên luôn nè. Cái khung mà kia thợ còn thiếu, chưa đóng lại hết nè, chưa bán vào. Để mình vào trong các bạn. Mình mới xăm bộ bàn ghế hôm qua. Tất cả tủ tivi, bộ bàn ghế mình xăm ngày hôm qua hết. Đây phòng của con gái mình. Đây là phòng của mình, chưa lắp, đang để không chưa lắp này. Chỗ này kia đi. Cái này bộ kính các bạn, bộ kính có đèn trong luôn. Này, mình ấn cái này là sáng đèn luôn mà. Ấn chỗ này stand là sáng luôn.
cái bộ kính thông minh. Nhà mình tra chưa hết luôn nè. Đây các bạn thấy chưa? Đây tra chưa xong luôn. Cái bộ cửa do họ đấy, họ không dán keo mà. Tôi lừa ra, bay tôi lừa. Mặn. Là chèn đây là, em đun là thả vào ổn rồi. Đây thịt gà nè. Đây nè. Cần chín rồi nè các bạn. Thợ sắt kìa. Hai thợ xây kìa. Hàng gặp thì. Rồi anh em ngồi đây. Đây chỗ của mình rồi. Đây nó còn 27 đen xì. Rồi nắng lên. Gió mà cái tiếng gió gió bia mà cái ruột khác nè. Kia là được ăn bây giờ chân được ạ. Nó nên nó có cái loại mà nước ngọt nó phú cái bì bóng và là thành bia đấy, cái gió đó. Cái gió gió bia nha. Ừ, đúng rồi là nó có cái loại đó mà đút vô. Rồi mình mời các bạn uống cùng anh em mình nha. Gà, heo quay, heo giá cây này, y như thịt chó, ăn các con mèo như chó.